Nhân giới, địa giới, thiên giới là căn bản tạo nên thế giới vạn vật, tam giới duy trì hòa bình một cách khéo léo, nhưng theo dòng chảy không ngừng của thời gian, loại hòa bình này dần 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 bị phá vỡ, nguy cơ cũng xuất hiện. Lúc này ở thiên giới, một luồng sức mạnh hắc ám thần bí được gọi là hỗn độn chi khi xuất hiện, thứ này giống như dịch bệnh cuốn sạch những nơi mà nó đi qua. Thiên đình đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có trước đây, tướng quân, tứ đại thiên môn đông tây nam bắc lần lượt đã bị thất thủ, chúng ta cũng sắp không được rồi. Im miệng, chúng ta chính là phòng tuyến cuối cùng của thiên giới tuyệt đối không được để hỗn độn chi khí xâm nhập vào thiên cung kẻ nào dám nói lui lập tức chém đầu hôm nay cho dù là chết chúng ta cũng phải chết ở đây hàng vạn thiên binh thiên tướng bắt đầu xếp hàng cố gắng phòng thủ trước hỗn độn chi khí hàng nghìn mũi tên được bắn ra tuy nhiên những thứ này không hề gây ra chút ảnh hưởng nào với hỗn độn chi khí lần lượt từng người bị hỗn độn chi khí nuốt chửng tha hóa tình cảnh không có một chút khả quan đối với thiên đình nhưng không vì thế mà bọn họ lại rút lui những người lính này dù có chết cũng phải bảo vệ thiên giới không được lùi bước nguyện chết trên chiến trường cũng không chịu sống lời lắt hỗn độn chi khí nút trưởng được nhiều binh lính thì bắt đầu buông lời rủ rỗ cảm giác này đúng là tuyệt diệu đến không ngờ gia nhập với bọn ta đi cùng nhau hưởng thị phần khoái lạc này ngay tại thời khắc thiên giới sắp không trụ được nữa từng binh lính thiên đình ý chí cũng đã có phần lung lay thì từ trên bầu trời một vệt sáng lóe lên lao nhanh đến xuyên thủng hỗn độn chi khí nguồn sức mạnh khổng lồ tạo nên một vụ nổ khá lớn sau khi nhìn rõ những binh sĩ thiên đình mới giật mình đây không phải là tam tiêu lưỡng nhân kích sao từng người lính thiên đình không kìm được kích động mà xoay lưng lại phía sau không lẽ nhị lang chân quân vẫn còn sống đúng là như vậy dương tiễn lúc này đã cầm lên tâm tiêu lưỡng nhân kích còn có cả hạo thiên khuyển đứng cùng thua sao chữ thua viết làm sao vậy nhìn tình cảnh của thiên đình hiện tại dương tiễn không khỏi cảm thán không ngờ hỗn độn chi khí đã xuyên thấu lên đỉnh cửu thiên rồi những phòng tuyến khác đã thất thủ rồi sao đột nhiên hạo thiên ngửi được mùi gì đó cẩn thận có thứ gì đó đang lại gần từ phía xa một bức tượng quan âm đại sĩ vô cùng lớn từ từ tiến lại gần những binh sĩ nhìn thấy cảnh đó liền vô cùng vui mừng, quan âm đại sĩ cũng tới rồi, lần này thiên giới được cứu rồi. Tất cả mọi người đều tin nhưng duy nhất có hai người không tin, cố tỏ ra vẻ thần bí, Hạo Thiên ngươi thấy sao? Tư thế ngồi tòa sen không đúng lắm. Đúng như Dương Tiễn và Hạo Thiên nói, bức tượng quan âm đại sĩ đã tấn công về phía thiên đình, những người lính thiên đình vô cùng khó hiểu, bọn họ không biết tại sao quan âm đại sĩ lại tấn công bọn họ. Đúng lúc này Dương Tiễn cũng đã xuất thủ tạo ra lớp phòng ngự bảo vệ thiên đình, loại phép che mắt này sao có thể lừa được luân hồi thiên nhã của ta? Dương Tiễn khai mở thiên nhãn, xóa bỏ một phần hỗn độn chi khí. Dương Tiễn sau đó cũng dùng pháp thiên tượng địa biến hóa lớn lên muốn đánh một trận với Quan Âm đại sĩ giả. Hạo Thiên có không không vui hết lớn, ngươi ra tay nới lỏng một chút, đừng có giải quyết luôn, ta sẽ không có cái gì để chơi nữa. Dương Tiễn chẳng thèm quan tâm Hạo Thiên muốn xông lên tấn công, mặc kệ ngươi là yêu nghiệt gì, kẻ dám phạm thiên giới thì phải chết. Ngoài ý muốn là đòn tất công của Dương Tiễn không hề gây chút tổn thương cho Quan Âm đại sĩ. Dương Tiễn lần này có chút ngoài ý, kim thần của quan âm đại sĩ sao có thể để yêu nghiệt như ngươi mô phỏng được chứ một luồng sức mạnh bí ẩn bắt đầu bám vào tam tiêu kích của dương tiễn hạo thiên đã không giữ được sự bình tĩnh nữa cẩn thận luồng khí tức này vô cùng bất thường ta ngửi thấy mùi vị nguy hiểm từ bên trong bức tượng quan âm hỗn độn chi khí vô cùng nồng đậm bắt đầu thoát ra thuần nguyên thần lực bên trong cơ thể của dương tiễn bị hỗn độn chi khí từ từ cắn nốt hạo thiên nhịn không được nữa muốn xông lên thả hắn ta ra mau yêu nghiệt nếu không ta cắn nát đầu ngươi ngay tại thời điểm đó dương tiễn đã lên tiếng đừng qua đây hạo thiên đã quá muộn rồi nhưng ta cuối cùng cũng đã hiểu rõ bộ mặt thận của hỗn độn chi thể cũng nguyên nhân thực sự khiến các chư thần trên thiên giới không thể chiến thắng dương tiến lúc này đang sắp bị hỗn độn chi khí nuốt chửng rồi hạo thiên có chuyện cần giao cho ngươi đi làm hạo thiên có chút không vui nhìn dương tiễn hả đã chịu thua nhanh như vậy rồi sao dương tiễn mà ta biết có hèn như vậy à ngươi làm không được thì để ta mặc kệ nó là hỗn độn chi khí hay hỗn độn chi rắm bổn đại gia vẫn cứ cắn dương tiễn không nhịn được mà hét lên ngươi nghiêm túc nghe ta nói hạo thiên ngươi vốn là một đại yêu do ta đem lên thiên giới vì trong người ngươi không có thuần nguyên thần lực nên chắc có thể chiến một trận với thứ này nhưng còn một chuyện quan trọng hơn cần ngươi đi làm dương tiễn dùng chút sức mạnh còn lại tiến hành giả trừ phong ấn trên người hạo thiên ngươi giải trừ phong ấn trên người ta rồi ha 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 ta cuối cùng cũng tự do rồi những ngày tháng bị sai tới sai lôi đầy tủi nhục cuối cùng cũng kết thúc rồi ha 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 hạo thiên còn chưa kịp cười cho sướng miệng thì đã bị một đấm của dương tiễn đấm thẳng xuống nhân giới hạo thiên đây có lẽ là cách duy nhất sự suy tàn của chúng thần đã được định sẵn, hỗn loạn của tam giới nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng ta dùng sức mạnh cuối cùng của luân hồi nhãn nhìn thấy trước được tương lai, có lẽ cậu ta mới là người có thể cứu vãn tất cả. Người nhất định phải đột phá phong ấn của hỗn độn chi khí tới được nhân giới, nhất định phải tìm được người có thể quyết định vận mệnh của tam giới. Chuyển cảnh đến nhân giới, có một người thiếu niên đang bị đuối nước, cậu ấy không hề cố sức phản kháng mà chỉ lặng lẽ chấp nhận số phận, bởi vì người quan trọng nhất với cậu ấy là mẹ, nhưng bà ấy cũng đã qua đời trong một vụ tai nạn. Tưởng chừng mọi việc sẽ kết thúc tại đây thì có một đôi tay đã kéo người thiếu niên lên. Độ sâu nước chỉ có 1 mét 5, tại sao cậu lại giả vờ chết? Tôi đùa chút thôi. Nghe thiếu niên nói như vậy cô gái á khẩu tại chỗ. Cậu thiếu niên này tên là Bắc Minh là một người tàn tật. Bởi vì tay chân không lành lặn nên thường xuyên bị mọi người chế giễu. Chỉ có duy nhất cô gái lúc nãy là người luôn quan tâm đến Bắc Minh, cô gái cũng là bạn thân của Bắc Minh tên là Tô Duyệt. Nhìn thấy Bắc Minh mọi người vô cùng quan tâm hỏi han anh, tuy nhiên trong lòng Bắc Minh hiểu rõ đó chỉ là một vở kịch mà thôi, đằng sau vở kịch đó chính là sự lạnh lùng của lòng người. Nhưng Bắc Minh chỉ âm thầm chịu đựng, dù sao anh cũng đã quen với tình cảnh này rồi. Lúc nhỏ thì bị bạn bè bắt nạt, lớn lên bị người thân tính toán, thế giới này đầy rẫy xấu xa. Bắc Minh sau khi rời khỏi hồ bơi thì đi ngang qua sân bóng rổ, đột nhiên có một quả bóng lăn trúng chân của Bắc Minh. Quả bóng này là của mấy người đang chơi bóng rổ, bọn họ sau đó có nhờ Bắc Minh ném lại quả bóng giúp họ. Bắc Minh cúi người xuống nhặt quả bóng lên, nhưng mà vì Bắc Minh sử dụng tay giả nên quả bóng lại bị rơi xuống. Bắc Minh cố gắng nhặt quả bóng lên, tuy nhiên điều này có chút quá sức với một người tàn tật như anh đúng lúc này có một giọng nói vang lên đây không phải đội trưởng đội bóng rổ trường chúng ta sao cái gì thế này bây giờ thậm chí cầm bóng cũng không được à thằng nói lên tiếng này cũng là thành viên của đội bóng rổ tên là lâm khắc sao mày vẫn cố gắng mà đi khập khiễng đến trường vậy mày không biết trông mày như thằng hề sao cậu muốn nói gì mày có biết tao từng rất ngưỡng mộ mày hay không ngưỡng mộ mày ở tinh thần không bao giờ từ bỏ nhưng bây giờ chính cái đó khiến tao chán ghét mày Lâm Khắc nhặt quả bóng lên đẩy mạnh vào người Bắc Minh. Sống sót sau một vụ tai nạn thương tâm như vậy, dù cụt tay chân vẫn có thể giả làm người bình thường để đến trường, mày có mục đích gì? Sao mày không mau về nhà nằm trên giường và chấp nhận số mệnh đi? Mày có còn nghĩ rằng mày vẫn là người hùng đưa chúng ta đến trước vô địch không? Cuộc sống của mày đã kết thúc rồi. Bắc Minh im lặng không trả lời Lâm Khắc. Trong lòng Bắc Minh không hề trách Lâm Khắc, tôi cũng biết những điều này, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu, so với những kẻ đạo đức giả, sự thẳng thắng của cậu làm tôi thấy thoải mái hơn. Sau giờ học, Bắc Minh một mình đi về, đột nhiên có người chặn Bắc Minh lại, cậu sao bây giờ mới đi ra, tớ chờ cậu nửa ngày rồi đó. Người quan tâm Bắc Minh thì còn ai khác ngoài Tô Duyệt, không có ô à. Đi cùng nhau đi. Duyệt Nhi, cậu không cần phải bảo vệ tớ đâu. Dù sao tớ cũng đã quen rồi, cậu không cần vì tớ mà bị liên lụy. Tô Duyệt nghe Bắc Minh nói thì đấm cho thanh niên một cú. Bắc Minh chút nữa là khóc tại chỗ, cậu làm cái gì vậy? Đối xử với người khuyết tật như vậy à? Tô Duyệt nhìn Bắc Minh, đồ ngốc, bây giờ có phải là lúc để cậu quan tâm tới tớ không hãy lo cho bản thân mình trước đi thì ra tô duyệt lúc nhỏ luôn được bắc minh bảo vệ bây giờ cô ấy muốn bảo vệ lại bắc minh cho dù chỉ là một chút cả hai đi được một lúc thì bắc minh bị va chạm với một người đàn ông tuy chỉ là va chạm nhẹ nhưng thanh niên tỏ vẻ vô cùng đau đớn tên còn lại lao vào túng lấy cổ áo của bắc minh tiểu tử ngươi làm gãy tay của đại ca ta ngươi tính bồi thường thế nào bắc minh bó tay anh không thấy phương pháp này có chút lạc hậu sao tên đâm chúng bắc minh cũng đã lấy dao ra uy hiếp nhìn thấy tình cảnh không ổn bắc minh đành phải nhượng bộ xin lỗi mấy vị đại ca trên người tôi thực sự không có tiền nói dối không phải là thói quen tốt đâu anh bạn nhỏ tên cầm dao đã khống chế tô duyệt lại cậu đi bộ khập khiễng còn có thể tán được em gái xinh như vậy chắc là phải có rất nhiều tiền bắc minh toát mồ hôi đừng đừng có gì từ từ nói tiền trên ngu ủi tôi cho các người hết thả chúng tôi đi được không tên đội mũ cười cười tiến lại chỗ bắc minh sớm nói vậy có phải tốt rồi không muốn đi cũng được nhưng cậu phải để quần áo lại sau đó trần như nhộng mà đi đây là hình phạt cho thái độ ban nãy của cậu. Tô Duyệt tức giận không nhịn nổi nữa nhưng mà Bắc Minh đã lắc đầu khuyên Tô Duyệt, Bắc Minh hiểu tình huống hiện tại, trên tay đám người này có dao, cho dù Tô Duyệt có lợi hại hơn nữa cũng sẽ gặp nguy hiểm, bất luận thế nào Bắc Minh cũng phải bảo vệ Tô Duyệt. Bắc Minh đồng ý sau đó cởi bỏ hết đồ của mình ra. Hai tên nhìn cơ thể của Bắc Minh liền buông lời châm chọc, cha, tạo hình đó của ngươi là gì vậy? Iron Man sao? Ha ha ha, tôi còn tưởng cậu có sở trường ở phương diện nào đó chứ, không ngờ lại là một tên tàn tật thật. Bắc Minh không hề để ý mấy lời đó mà nói, tôi đã làm rồi, bọn tôi có thể đi chưa? Tuy nhiên tên đội mũ lúc này mới kiểm tra ví của Bắc Minh, đại ca, trong ví của tên này chỉ có 100 tệ, cái gì? Lại dám lừa chúng ta. Bọn này không tìm được tiền nên đã chú ý tới cánh tay giả của Bắc Minh, bộ tay chân giả của hắn cũng đáng tiền đó, thế cậu còn đợi gì nữa? Tên này dù sao cũng là phế nhân, thứ này giữ lại cũng vô dụng. Hai tên này sau đó kéo đứt cánh tay giả của Bắc Minh. Ngươi tưởng đeo thứ này vào thì có thể trở thành người bình thường sao? đừng nằm mơ nữa. Ha ha ha. Tên đại ca không chú ý Tô Duyệt nên đã bị đánh văng con dao. Tô Duyệt có bonus thêm một cái củ trỏ nước khiến tên đại ca văng ra mấy mét. Tô Duyệt nhìn tên đội mũ nói, trả lại cái đó cho cậu ấy. Tên đội mũ không hề sợ hãi gì, hắn cầm cánh tay giả đánh mạnh vào đầu của Bắc Minh, không ngờ ngươi thực sự là một phế nhân từ đầu đến cuối, cư nhiên còn cần con gái bảo vệ ngươi. Ha ha ha. Ta mà là ngươi thả chết cho xong, sống như thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Tên đội mũ sau đó không chế Bắc Minh lại uy hiếp Tô Duyệt. Bắc Minh bảo Tô Duyệt cứ mặc kệ mà chạy đi. Tuy nhiên Tô Duyệt không thể nào vứt bỏ Bắc Minh một mình bỏ chạy được. Tên đội mũ cầm dao kề vào cổ Bắc Minh, hừ, xem ra cô rất quan tâm tới tên phế vật này, thế thì em gái ngoan ngoãn đứng yên đấy đừng cử động nhé. Tô Duyệt không còn cách nào khác đành phải buông tay xuống, tôi sẽ làm theo lời các người, đừng làm hại cậu ấy. Tên đại ca bị Tô Duyệt đánh tiến tới nắm lấy tay Tô Duyệt ép vào tường, rất đau đấy, cô làm thế nào để bồi thường tôi đây? Hắn muốn làm chuyện xấu với Tô Duyệt. Bắc Minh không chịu được nữa muốn xông tới, Đừng động vào cô ấy. Tuy nhiên tên đội mũ đã đè mạnh Bắc Minh xuống đất, y miệng phế vật, người đến sức phản kháng căn bản cũng không có còn muốn làm anh hùng. Đừng khiến người khác buồn cười nữa. Ha ha ha, có trách thì trách bản thân vô dụng đi. Bắc Minh không hề chịu thua, không sai, tôi chính là một phế vật, cho nên các người đánh tôi, phục mạ tôi không sao cả, có gì cứ lao thẳng vào tôi. Bắc Minh chống mạnh tay xuống đất, sau đó dùng cơ thể đụng mạnh vào tên đội mũ, tôi không cho phép các người làm hại cô ấy. Bắc Minh tiếp tục chạy thật nhanh đâm thẳng vào tên đại ca đang khống chế Tô Duyệt mau thả cô ấy ra cho tôi nhưng đột nhiên bắc minh cảm giác được gì đó nhìn xuống phía dưới có một con dao đã cắm thẳng vào bụng của bắc minh bắc minh thổ huyết tại chỗ sau đó quỳ xuống bắc minh bắt đầu nhớ lại những chuyện lúc trước sau đợt tai nạn đó tôi mất đi hy vọng để tiếp tục sống là duyệt nhi cậu cho tôi dũng khí cho nên tôi đã thề cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu nhưng tôi quá yếu yếu đến mức không thể bảo vệ nổi bản thân lại khiến cậu vì tôi rơi nước mắt rồi xin lỗi hoặc là tôi không có tư cách sống tiếp nữa Vụ tai nạn xe năm đó tôi đã, đã không thể cứu được mẹ mình, tôi chính mắt nhìn bà ấy chết đi. Tôi đã đồng ý với bà ấy sẽ sống tiếp, nhưng khó quá. Dù có cố gắng như thế nào đi nữa, tôi vẫn không biết phải làm sao cả. Ai đó nói cho tôi biết đi. Đúng lúc này một cột sáng từ trên trời lao thẳng xuống chỗ của Bắc Minh. Một nguồn sức mạnh vô cùng lớn tỏa ra, cơ thể của Bắc Minh bắt đầu biến hóa. Hai tên lúc nãy thấy Bắc Minh như vậy cũng hơi sợ hãi. Cơ thể của Bắc Minh đang bắt đầu hóa hình, những vết thương cũng từ từ lành lại cách tay cụt đang dần được hình thành một cánh tay khác. Bắc Minh hóa hình xong khí tức cũng trở nên thay đổi. bắt Minh tung chiêu về phía tên đội mũ rút đi xương tay của tên đó, biến hắn thành phế nhân. Tên đội mũ lập tức sợ hãi bỏ chạy. Còn một tên nãy giờ không hề tham gia cùng hai tên kia cũng sợ quéo càng mà vứt luôn con dao, không liên quan đến tôi, tôi chỉ xem náo nhiệt thôi. Thanh niên sau đó cũng học theo tên đội mũ mà bỏ chạy. Tên lão đại cảm nhận được trên người Bắc Minh có yêu khí của thiên cầu cho nên hắn cũng biến hình thành yêu quái. Ngươi xem, mọi người đều là yêu, chuyện vừa rồi đích thị là hiểu lầm cô gái vừa nãy là thú săn của ngươi là ta có mắt không chồng, tha cho ta đi được không bắc minh đi ngang qua người tên này tên lão đại cứ tưởng được tha nhưng hắn đã bị sức mạnh của bắc minh cắn nuốt tại chỗ bắc minh từ từ tiến lại chỗ tô duyệt nhìn bắc minh như vậy tô duyệt không khỏi có chút sợ hãi bắc minh tiến sát lại người của tô duyệt tô duyệt cũng sắp khóc rồi a à minh cậu sao thế đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy bắc minh ngửi ngửi một lúc thì bật cười tô duyệt nhìn bắc minh nước mắt từ từ chảy xuống tuy nhiên lúc này bắc minh đã há miệng ra rồi một tiếng thét thê lương phát ra vang vọng cả một góc thành phố. Tập phim tạm dừng ở đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi.